Hello, everybody. Welcome to Hell VKT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Gun. Nhưng mà đầu tiên để set up cái nút bấm cái đã. Chọn nào đây? Gà mới, kỳ cụ. Thôi ok, mình chọn gà mới đi ha. Để vô coi game nó hướng dẫn những gì ha. Nào, trời ơi, đúng bản Gunny ngày xưa chúng ta chơi không? Thấy là trên fanpage của game là có ghi nào, để nút bắn đúng không? Ủa, cái nút bắn đó là cái phím gì vậy ta? Cái phím cách mà đúng không? Khoan, để em coi lại coi. À, phím chuột hả? Ok, phải đổi cái nút này lại là phím cách. Đó. Ủa, mà phím cách thì ở đây là cái đây là bao hả? Bao thì AWQ hả? Chuột đi. Dạ, thôi không lưu cái này. Vậy là cái nút ấy là lên là góc bao nhiêu? À, mát góc hả? Vậy là nút heo đang chơi trên giả lập hả? Nào, ngay mắt luôn hả? Ghê hả? Trời ơi, lâu lắm rồi không chơi cái này luôn á, trời. Ồ, chê. Ôi ôi, nhiều anh em là ao ước, đang ao ước là có con này chơi hả? Trước thì có con Gunny Mobi á. Nhưng mà heo thấy nó con đó nó không giống với cái bản ngày xưa chúng ta chơi lắm ha. Nhưng mà con này là thấy ok này nha. Nào. Được. Nào, thấy là ngon đấy. Ok, vô thì nó chắc hướng dẫn thì chắc sẽ lâu rồi. Chạy mau, chăm sóc cho mẹ, gì cho Neo nữa hả? À, Neo là con này đó hả? Rồi, trời ơi, nhìn nó giống y luôn ông anh ơi. Ồ, oh, à, vô set up góc bắn hả? Thôi, xong rồi. Hai đứa nó nói chuyện với nhau, má set up tới sáng luôn quá. Nào, tới đi cô bé, chuẩn bị bắn hả? À, bắn mà cũng phải nói chuẩn bị để người ta chuẩn bị nữa hả? Rồi, xong chưa? Tới mình nè bạn ơi. Đâu rồi? À, đi tới, đó. Đi nữa hả? Trời ơi, lâu lắm rồi không chơi, không nhớ góc, không nhớ tọa độ, không nhớ lực luôn. Oh man, đúng y luôn. Nhưng mà đây đúng chất là con Gunny ngày xưa chúng ta nha anh em. Nào, thế giới gà hả? Ôi trời ơi, bắn kiến, bắn gà được. Nào. Đây, đúng rồi này. Ôi trời ơi. Còn gì nữa đâu mà góc với sầu. Cái nữa nè, lên đường nè. Oh. Ấy, ta thua rồi, thua đâu, mày còn sống mà. Thật là lương lẹo. Dạ hả? Nhìn y chang luôn nè, phòng tập đồ này nè. Trời ơi, cái map dụng cụ học tập nè. Ôi trời ơi, ở đây không biết có bao dụng cụ học tập gì không đây. Ủa, bao VIP hay là Super VIP ta? À, lâu quá không chơi giờ cũng không nhớ là bao VIP hay là Super nó VIP đây. Ý. Bay tới đào liền. Trời. Trời ơi, có hướng dẫn tân thủ rồi nữa ha. Nào, anh em nào mà quên thì có thể chơi lại ha. Cái này là gì quên rồi ta? Gì ống hút hầm cầu đúng không? Nhớ là vậy. Nào, đào luôn hả? Ghê hả? Nút góc 65 đào hả? Ồ, đào kìa. Ồ, gớt luôn chứ không? Ok, hình như nó còn dướng, chưa gớt nha. Nào, không nhớ gì luôn á anh ơi. Ôi, xu rồi. Nam hay nữ? Ngày xưa của heo là heo chơi nữ không nha? Nên nay là cũng chơi nữ luôn. Tại vì sao? Ê, quên. Mà thôi, không đặt ký tự đặc biệt đâu. Cái này là chắc có ký tự đặc biệt. Ngày xưa là chuyên môn, mấy cái này là có ký tự đặc biệt hết.
Mà cái này không biết là bản này có được học viện hả? Trời, đánh kiến kìa. Oh man, vô bắn kiến mấy ông ơi. Ôi trời 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 trời, kỷ niệm UV nào. Ủa ông gì vậy? Công tước bị hương hả? Rồi sao? Công tước bị hương rồi có liên quan gì? Đúng không? Ông công tước bị hương thì mình có liên quan gì đâu. Các bạn là ai? Đừng hòng lấy của ta gì kìa. Nào nào, bu lại hả? Rồi ông công tước lên đường. Ô ông công tước tăng cao vậy. Ô nó bắt đi luôn rồi kìa. Á đậu. Trời 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 trời, quýnh xong nó bắt đi luôn trời. Tội gì người ta bắt sao đây? Đúng bị luôn. Trời ơi à. Ủa vậy cái hắn á hả? Rồi vậy à. Oh man. Cái hắn á nhanh dữ vậy trời. Cái này là heo đang chơi ngày đầu tiên ra mắt luôn á. À mảnh mảnh nón xanh nữa. À đây ra mảnh đồ anh em. Ok. Thì chưa biết nhập code đâu luôn. Ồ lên wow AK kìa. Wow AK vậy là heo thấy vậy là super mới VIP rồi. Bản này là super VIP rồi. Trời, nó treo ông công tước lên đây nè. À, vậy đánh cái phó bản này là chúng ta sẽ đánh với con kiến chúa rồi quá. À, à thì ra là giải hót cho ông gớt xuống thôi hả? Ủa vậy thì tự nhiên bắn xuống làm gì vậy? Gớt xuống rồi mấy kiến tha đi nữa. À, cho cái nón kìa. Trời trời trời, ngày đầu tiên vào game. Gì đây, thức ăn bét hả? Nói chung mua bét mà lấy thức ăn làm gì ta? Ồ, vô phòng thi đấu rồi. Trời ơi, nhớ cái phòng thi đấu ngày xưa quá đi anh em ơi. Rồi mới vô level 3 VIP 1 thi đấu với ai đây? Cái này mới đúng chất là Genny ngày xưa nè hả? Trời ơi, mũ quy này máy quá. Đúng rồi, máy rồi. À, góc cao với vậy ta? Góc cao sao má? Ủa có dẫn đường hả? Trời ơi. Không mà bắn gà có dẫn đường cho nó chắc anh em ơi. Chứ không dẫn đường hùa nhục lắm. Linh Châu kỹ năng. Thì đây có đá cường quá kìa trời ơi. Mở ra đá cường quá là được rồi, lên level 4 rồi, mở gì nữa đây? Học viện, trời ơi, tôi ghét cái học viện này gì đâu luôn á. Mà học viện hình như gì? Bay đến điểm rơi. Ok, bay là cái gì ta? Quy đúng không? Quy. À, cứ quên bấm cái nút máy ghi. Ủa, biết à? Đậu xanh. Có nhận quà nữa kìa. Cái tân thủ hơi dài ha. Chắc để heo lướt qua cái tân thủ. Heo tưởng đâu là giống như cái bản web tân thủ nó ít. Còn cái này tân thủ nhiều quá. Rồi bay qua đây coi. Bay qua đây thì chắc nè, nó có canh góc canh lực đâu hết à. Chứ không là cũng ăn mày rồi. Về lấy cây hước coi là các bạn bắn ha. Không coi là thấy bà luôn. Lại là thức ăn bét. Tao nghĩ là để heo làm xong cái hướng dẫn tân thủ cái. Chứ hướng dẫn tân thủ nhiều quá.
Rồi chạy nãy giờ cũng xong hướng dẫn đầu game rồi hả? Rồi ok. Ủa gì vậy? Xu khóa hả? 1000 xu khóa hả? Ghê hả? Vé rút thưởng vũ khí một cái gì 10 vé. Rồi ngày thứ hai thì hẻ công thần vinh đi nhận danh hiệu hả? Này thì phun chát. Này đá gì đây? Hộ giáp hả? Nào ngon 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 nha. Được đấy. Bây giờ mở tính năng gì nữa vậy? Nhận rương gì vậy? Ủa cái này là rương gì ta? Tôi biết tôi có rương gì đó. Đục được 500 xung khóa nè. Ôi ôi à, mọi điểm danh hàng ngày nhận đá cường quá nè anh em. Ủa online hàng ngày cũng có nữa hả? À online nhận lượt quay vàng. Rồi cái này cái gì ạ? Ngọc a xếp. Rồi nỏ hả? Tên nỏ hả? Cú đá hả? Trời ơi à, vũ khí đây hoàn động. Rồi đặc sắc ta có sự kiện. Sự kiện nạp ngày 1. Này miễn phí nè. Trời ơi miễn phí thì lụm ơi. Ủi khoan đá cường quá. VIP thì chưa được VIP. Thời trang hả? Quà tuyển đây. Ở đây chúng ta có ngọc nè ha. À, cái xu kỷ niệm này đổi đá đổi ngọc rồi chúng ta đổi được nón nữa hả? Ồ full bộ áo dài luôn hả? Ngon trời. Còn gì bằng nữa? À cái này event. Ủa có nhập code đây không ta? Giờ đây chắc nhập code ngoài web rồi nha anh em. Rồi quà tiền chọn ở đây có quà tuần nè ha, quà tháng nè. Gì đó sao nó kêu vô đó hoài ta? Kỹ năng hả? À bình máu. À tăng cấp cho bình máu hả? Rồi mình vô túi coi. Túi thì có áo nón đồng. À hít mặt cái này hai cái cũng cùng chỉ số à. Trang bị đạo cụ. Rồi trang bị. Rồi nguyên liệu hả? À có hư nè, hư gì ạ? Ồ, cảm ơn Gunny đã yêu mến và đồng hành cùng bạn. Gunner à, Gunner đã yêu mến và đồng hành cùng Gunny Origin. Gà Green xin gửi đến người chơi phần quà 1 triệu lượt đăng ký trước. Gồm skin đen vâu cực chất. Thôi hình như là Vĩnh Viễn hả? Vĩnh Viễn không? Quà tặng đăng ký trước 7/7 hết hạn hả? À quà 7 ngày không hợi tiếp phí tiếc vậy trời. Rồi cái này cái gì đây? Thẻ gà rapper dùng nhận danh hiệu. Nào ngon đấy. Cái gì đây? Cánh hả? Đâu hai vé rút thưởng vũ khí, hai vé rút pet. Thôi ơi ngon vậy, nhận liền. Có gì nữa đây? Rồi được 200 xu khóa vàng nữa hả? Lộm. Ngon nha, ngon nha. Ok, trang bị cái cánh vô. Kêu vô bắn nhiệm vụ với người ta. Đạo cụ, cái này dùng nè hả? Đó. Rồi, đây. Ôi, trời. Đâu phải ấy đâu, 91 ngày. Gì ghê hả? Oh man. 91 ngày lận hả? Oh. Ok thôi để cái này đi. Mình chưa có đồ mà. Rồi tính năng. Đây là nạp đầu. Nạp đầu chúng ta có gì ạ? Lưu gạch 7 ngày. Wow lưu gạch 7 ngày. Trời chắc kiếm gái quá. Ngày thứ 3 nhận được gà con. Rồi ok chúng ta đến cái thông tin của server cái ha. Đây Gunny Origin đang vâu à. Ngày chính thức ra mắt 9 giờ ngày 6 tháng 4 ha. Đây, đã đạt được top 1 trên App Store. Ok. Khai mở máy chủ S6, heo đang ở S7 nha. Đó, trời sống lại ký ức gà con. Hãy nhớ ngày xưa. Cái này là cái bản giống với cái bản 2.0 đập hên xui như ngày xưa á anh em. Bây giờ lò rèn chưa mở cũng phải lên level cho nó cao à. Thắng trận thi đấu. Ok, giờ đánh với người nè ha. Nào. Rất là hợp luôn.
Ủa, ok, hỡi gà rapper này là người chơi thiệt nè. Đó, đó, ông nào cũng ra rapper hết. Rồi mình để cái tên này có ông nào biết mình không ta? Trời ơi, cộng 1 là dễ đứt lắm nha. Trời ơi, có dẫn đường mà. Dẫn đường thì thôi rồi luôn. Ủa vậy cái này là tập chơi rồi. Nè, nó có dấu nè. Trời ơi. Vậy là cái này làm nhiệm vụ tập bắn rồi mấy ông ơi. Ok, có đá cường quả. À, vậy là ông Nhật này cũng là người chơi thật nè ha. Được, hay có gì à? Đá cường quá là ngon nhất. Tổng tính năng, nhiệm vụ là lên level 8. Ôi, dễ lên level chứ hả? Mở khóa gì hả? Kỹ năng nữa hả? Đóng băng hả? Đừng nói là vô kêu xài đóng băng thử nha. Đây có phúc lợi nữa kìa. Ồ, có hải viễn chinh hả? Hải gà con kìa anh em. Giải cứu gà, vương hành gà, bộ lạc tà hình nữa chứ trời ơi. Ngày xưa kìa. Đâu có ông nào ông vô đánh chưa? Trời, tạo phòng sao chơi được. Trời ơi, chú dạy nữa đi. Ủa sao đông vậy? Ok, đông thì vô luôn hả? Nào nào, nghe nói là có event nạp. Ủa này sẽ giống người chơi đâu. Đặc biệt với anh Việt này là giống mấy quá à. Người chơi là phải có danh hiệu gà rapper chứ. Gà, né gà cho anh thể hiện. Đó. Hết thể lực, không lạc hết rồi. Ghê hả? Ủa sao đầu vô nó có cái bao to vậy? À như nó dồn đam. Còn này thì để tool nữa. À chắc người chơi á. Nào, nhớ là có cái gì chuỗi sự kiện hấp dẫn chào đón nè. Rồi rồi, để nhích lên dạy được. Rồi hết rồi. Mở bán thời trang thiết kế độc quyền chỉ có Genny. Bộ đen, bộ sen Việt đó. Nam nữ, bộ ngọa hổ đó. Đây là hai skin. Đâu mở, mở, có quà không, có quà không? Trời ơi, được có bàn à mấy ông ơi. Áo dài, rất là nhiều event nè. Nguyên liệu đá mở cường quá. À cái này cũng có cái mà. Tới luôn. Đánh kiến chúa mà. Chữ này ải 2 đúng không? Đúng rồi, ải 2. Đây, mã code nè. Đó, mà heo có full bộ code rồi. Được tới 3 code lận ha. Gunner, Open. Đó, heo tới 3 code lận. Đây, hướng dẫn nhập code. À, nhập code tại link đúng không? Bắn đi, tôi đang đọc thông tin cái cách tải rồi điểm ngược 24 giờ. Nè 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 nè, ưu đãi gói nạp 20k chỉ với 1k đó. Mua gói 20k thanh toán qua Zalo Pay thêm tặng thêm voucher 10k cho đơn hàng từ 20k thanh toán commit gì vậy? Khoan, mấy ông này bắn không nổi hay gì nè. Thiên gì không biết nữa. Ok, rồi chúc chúng ta cũng sẽ vào đi nạp đầu hả? Không biết là gì chứ vô nạp đầu để lấy cái bao cái đã hả? Nào nào nào. Có thấy đăng nhập nhận xu khóa hả? Xu khóa nó cũng giống như xu xu nạp vậy anh em. Coi bộ được á, đầu vô có hướng dẫn tân thủ cho ông nào không biết chơi hả? Hoặc là quên hả? Đúng chất bản 2.0 cộng hên xui ngày xưa luôn á. Trời, còn 4% không giết được. Trời ơi. Chị vượt xong tổ kiến. Ồ, ai xếp cộng một đống luôn nè. Vàng cũng cộng nè. Ui, ai xếp cộng nhiều vậy. Trời ơi, đá cường quá 1, đá cường quá 2. Gì dùng để lật. Ôi dồi ôi, thôi. Đá cường quá là ngon nhất, không mảnh wow là ngon nhất. Dạ, nạp lần đầu bất kỳ nhận quà giá trị
5.000 xu hả? À, vậy là chắc lụm cái này nè. Wow, lưu gạch. Nạp từ 20 xu, 200 xu nhận quà 3 ngày. À, ghê ghê ghê. Lụm liền, để heo đi nạp đầu liền cái đã. Cái gì cũng vậy, người xưa đã có nói rồi. À, chúng ta phải nạp đầu thì tất cả mới thành công. Yeah, năng động hàng ngày hả? Ừ đúng rồi, năng động hàng ngày. 30. Ồ, nhận mũi khoan nữa kìa. Nhận bé càng quét bùa ma hực nữa hả? Ồ man, quý diệu nha. Ok, cái này đổi. Yeah, online nữa nè, online có hiệp lực quay nè. Ok, để ra đăng nhập ngoài cái đã. Với lại đi nhận code nữa. Rồi ở đây nãy giờ chạy cũng lên được 11 ha. Để mở cái gùi. Mà công nhận mấy ông chơi thấy gì đâu mà nhiều dữ. Mới ra xe bờ mà 1, 2, 3, 4, 500 à. Má ơi à. Rồi trên này gần full luôn. Đã đậu phòng đã đầy nữa chứ. Rồi xong luôn. Xin phép vào. Gui đã đầy, gui đã đầy, gui đã đầy. Rồi hỏi xin luôn. Từ giờ cũng không ông nào mở gui cho vô. Trời ơi, chắc ạc nhỏ quá, cùi quá, không ai cho vô hay gì á. Thiệt luôn á. Ok, cái này làm nhiệm vụ sẽ có móc nhận quà nè ha. Đó, đá, rút bút, đồ này nọ. Ở đây nhiệm vụ 7 ngày. Chúng ta có vé rút thưởng, thức ăn bếp. Rồi đá, vé rút châu báu, rồi mũi khoan. Rồi hút tu luyện và một cái cánh ha. Đó, đó, nhiệm vụ 7 ngày đang có hết nè hả. Rồi hàng ngày nữa nè, năng động hàng ngày, nhận đồ nè, heo cũng gần nhận hết rồi. Đặt đắt thì hồi nãy chúng ta coi rồi. Thôi bây giờ chúng ta ra ngoài chúng ta nạp cái đã hả. Ok, nạp code, trước tiên là nạp code. Đâu rồi, code hồi nãy đây. Full, chúng ta có 3 code hả. Đây, nhân vật, gà. Gà, Aga 7Z. Đổi code thành công vào game để nhận. Đây code. Đá với vàng. Ok. Rồi code thứ hai hả. Rồi NZ ZA. Ok. Ủa, à đây nó vô rồi nè. Lại một mớ đá nữa. Rồi D, D, B, Z. Ok, đó, đá, đá nữa rồi. Ô, ngon, trời trời trời. 200 xung hóa. Cộng thể lực 100. Bùa 25, ôi ôi. Ôi trời, bùa đỏ 25 nha. Được đấy, được đấy. Rồi ok, nạp đầu cho anh em xem luôn ha. Ngại ngùng gì bít mẩn. Đây, chọn nhân vật. Đây, gà rừng. Rồi nhân vật ok ok, ID rất là dài. Rồi chúng ta chọn cái móc này ha. Phải không? Cái này đúng không, đúng không, đúng rồi, cái gói này. Rồi chúng ta kéo xuống, xác nhận thanh toán ha. Rồi anh em dùng Zalo Pay ha, chúng ta quét ha. Anh em dùng Zalo Pay quét thì chỉ có tốn 1.000 thôi nha anh em. À, cái này chắc heo cũng không quay được cho anh em. Nên là tới đây thì anh em quét hả. Ok. Mà anh em quét cái này là trong tài khoản anh em phải trên 20.000 hả. Thì nó mới quét và nó mới trừ cho anh em được hả. Đấy. Ok. Rồi tin nhắn mới báo và ở trong nó cũng mới nạp được luôn. Kiểm tra giao dịch. Rồi ok hả. Gì hai xu gà hả. Hai xu gà để làm cái gì ta. À là cái xu ấy ta. Phải đâu, cái xu nằm đâu. Nè đây nè, đây nè, đây nè. Xu gà mua vật phẩm trực tiếp có thể dùng xu gà để đổi hả. À ok. Đâu rồi, nhận online nữa hả, quay tiếp. Ồ, online ra ghét ta. Rồi nhận, nhận gì ạ, đá hả. Ồ, đá trung cấp thơm đấy.
rồi nạp lần đầu. Ủa nạp rồi mà quà đâu? À hai xu gà, chúng ta vô đây chúng ta mua nè. À ủa phải không? Đúng rồi. À có nghĩa là chúng ta nạp ở ngoài xong rồi chúng ta vào ở đây chúng ta mua. Ok rồi, có hai xu gà chúng ta sẽ mua ở đây nè. À, xu gà nhân 2 đó, trời ơi lụm liền. Ồ nạp ở đây được hưởng hả? Được hưởng xu hóa anh em ơi. Rồi lên luôn ha, nhận VIP liền. Trời ơi à, cái đồ gì cho phi là nhận hết. Đó nhận luôn VIP lưu gạch. Trời ơi giờ đâu cần xài cái kia nữa, trang bị liền. Trời ơi à. Ủa ok cũng có nhiều đâu, chuyển qua đi chung liền. Wow, ô có wow phi tiêu nữa hả? 80-30 nhanh nhẹn 270. Còn cái này là bao nhiêu ta? Sát thương nhanh nhẹn có 30 à hả? Thôi mình lấy nhanh nhẹn thì mình đánh được tôn đầu anh em. Gì đây, cường quá vũ khí lên 3 hả? Tất nhiên rồi, đặt hết vô thì tỷ lệ là 6 không lấy cái giá này đi, 33%. Gì vậy? Cường quá mà kệ nó đi, đặt thường thôi. Đó mình còn có 8% cộng 3 hả? Thất bại. Đó thành công 2%. Rồi ôi à, giờ chuyển qua quần áo nón hả? Oh man, đặt hết vô. Oh. Ok à, chua quá, chuyển qua cái áo thôi. Oh, 37%. À, cái này phải đi nhấp từ từ rồi. Mà lên nè. Đó, rồi kỹ năng hồi phục đơn tăng lên level 4. Đúng rồi, hồi phục đơn là cái nào ta? À, cái này. Oh, ủa, đâu có đủ đâu lên level 4. Lấy cái bao. Có bạn thôi. Có bạn bè thêm vô. Đó, nạp đầu là chúng ta chỉ tốn có 10k thôi ha. Ok, rồi thì tới lượt con Gunny Origin ha. Đó, phiên bản 2.0 cộng hên xui như ngày xưa. Ok, đó. Rồi video tiếp theo thì Heo sẽ gom đủ cái này và quay ha. Tại vì hiện tại mình xài cái wow lưu gạch rồi cũng đâu có cần thiết mà tới cái này đó. Trời ơi, nhận vàng nữa kìa. Ủa mà cái wow lưu gạch đó là vĩnh viễn hay gì ta? Có ai thấy cái wow lưu gạch của tôi nằm đâu không? Đây. Wow lưu gạch. Đúng rồi, wow lưu gạch 6 ngày hả? Gia hạn tu khóa 2000. 2000 là 360 ngày chứ không có vĩnh viễn hả? Ok, cũng được thôi. Rồi 1003 rồi, chạy nhiệm vụ là có xung khóa hết nha. Ok, rồi. Link Heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Code Heo cũng để dưới đó luôn. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Code trong code có chứa xung khóa đồ nữa nha anh em. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok.